Tập 35. Tất cả đã sáng tỏ. Kiều Chân Chân thật sự đã biến mất trước mắt chúng ta. Chắc chắn cô ấy đã cải trang xuất sắc, nếu được tất cả máy quay. Hôm xảy ra vụ án, Kiều Chân Chân thật sự đã đi Thái Lan. Nhưng mà không phải là chuyến bay mà Tưởng Tử Nam nói, mà là chuyến bay 5 tiếng sau. Máy quay cửa sau sân bay đã quay được cô ta. Sau khi tạm biệt Tưởng Tử Nam, cô ta đã đẩy xe hành lý ra khỏi phạm vi máy quay. Từ vị trí sân bay đi tới điểm ném thi thể, đi bộ ít nhất phải mất nửa tiếng. Lúc đó trời đã tối, còn là bãi đỗ xe bỏ hoang nên không ai phát hiện ra. Tại sao cô ta phải mất nhiều công sức để phi tang thi thể xa tới như vậy? Cũng tệ. Sau đó, cô ta mang dụng cụ vận chuyển thi thể là chiếc vali to đó cùng với hung khí giết người bỏ lại ở Thái. Đúng là quá xảo quyệt. Lợi dụng cả cảnh sát chúng ta để giúp cô ta vận chuyển thi thể. Tên Tưởng Tử Nam này. Tôi tin chân tướng sẽ sớm sáng tỏ. Tôi xin lỗi sếp. Tôi thực sự ngu ngốc. Đôi khi tội phạm thực sự thông minh hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà Tưởng Tử Nam, anh nhớ kỹ đây. Là cảnh sát, chúng ta phải vững tin. Cho dù là kẻ xấu có xảo quyệt cỡ nào, người cuối cùng thắng chắc chắn là chúng ta. Đi tiếp nhận điều tra đi. Đi thôi. Xe riêng. Anh ta lái xe riêng đưa người khác tới sân bay. Làm sao anh ta có thể không giúp? Tưởng Tử Nam vốn dĩ là một người không biết nói không. Anh ta chỉ muốn giúp đỡ. Cũng chỉ muốn giúp thôi mà. Kiều Chân Chân, nội bộ chúng tôi lại hoài nghi anh ta. Mạch Kỳ thì mất tích, Tưởng Tử Nam cũng đã đi rồi. Đội 6 người chúng ta sắp tan rã rồi phải không? Tôi nên làm gì đây? Đều sẽ sáng tỏ mọi chuyện. Cứ làm tốt việc của mình. Tìm được Mạch Kỳ, mọi chuyện chân tướng sẽ rõ ràng. Đội 6 người của chúng ta sẽ không tan rã. Phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Cô ta giấu cô ấy ở đâu?
Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Cô đang chờ tôi phải không? Đúng chứ? Hơn nữa cô ta cũng biết được vụ án hoa hồng hai màu. Sát thủ liên hoàn theo đuổi sứ mệnh, cho rằng phải tiêu diệt một nhóm người cụ thể, thi hành quyền lực bằng việc kiểm soát sự sống còn của nạn nhân, dẫn đến khoái cảm. Sau khi xương sườn bị chặn, hình thành góc nghiêng, đúng là đặc biệt. Cảm ơn. Liêu Nham, Liêu Nham, xem xét kỹ lại. Đội trưởng, đội trưởng à, tôi muốn xin hỗ trợ bên ngoài. Bên ngoài sao? Hiện tại họ đang phát triển một hệ thống định vị đặc biệt giúp chúng ta tìm được tung tích của Mạch Kỳ. Ai vậy? Hắc Tử. Hắc Tử? Bây giờ cô tin anh ta sao? Bây giờ họ có phòng thực nghiệm riêng, sẽ không làm điều phi pháp đâu. Tôi tin anh ta. Được. Chị Diễm Diễm nói cọng thép Liêu Nham phát hiện ra đó không phải là dùng thép bình thường. Cho dù là dùng thép đó có liên quan tới vụ mất tích của Liên Mạch Kỳ, chúng ta cũng rất khó xác định vị trí cụ thể. Tiểu Đồng, đội trưởng Giả, không đoán, nói. Cọng thép của chúng ta thật sự không giống bình thường. Trong khối thép chrome heli này, chrome, chì, sắt, carbon, tỷ lệ hợp kim của bốn nguyên tố này độc nhất vô nhị, hoàn toàn khác so với loại thép thông thường. Xưởng thép Lan Hải Tứ đóng cửa sau năm 2013. Thành phố của chúng ta chỉ có mấy nhà máy này có thể sản xuất được loại thép đó. Xưởng thép Lan Hải Tứ. Tiểu Đồng, mau gọi điện cho Liêu Nham. Rõ. Liêu Nham, chúng tôi phát hiện một xưởng thép bỏ hoang, rất có thể là nơi bắt cóc Liên Mạch Kỳ. Xưởng thép Lan Hải Tứ. Sao anh biết vậy? Tại sao không nói cho tôi biết sớm chứ? Anh đang ở đâu? Tôi sắp tới nơi rồi. Ai cho anh đi chứ? Vô tổ chức, vô kỷ luật. Nói đi, ai đi cùng với anh? Tôi đi có một mình thôi. Não anh có bị bệnh hay không vậy hả? Một mình thì làm được cái gì đây? Các người nghe tôi nói đi. Trên từng ảnh chân chân tỉ mỉ bố trí các cách chết chính xác của từng người, nhưng chỉ có một người không có, đó chính là tôi. Bọn họ đều là diễn viên, mà tôi là khán giả. Khán giả chưa đến thì biểu diễn chưa bắt đầu. Nói cách khác, Mạch Kỳ còn an toàn. Còn nữa, đối với địa điểm bắt cóc, chúng ta suy đoán không sai. Nhưng mà có một vấn đề lớn nhất, đó chính là quá dễ dàng. Những mảnh sơn móng tay và chiếc thép vòng tròn kia không thể cho Mạch Kỳ để lại. Đó là tín hiệu Kiều Chân Chân đã dẫn tôi lên sân khấu. Chỉ có tôi tự đi mới có thể cứu Mạch Kỳ thôi. Hơn nữa, Kiều Chân Chân là bệnh nhân tâm lý tội phạm, cô ta có thể mất không chết bất cứ lúc nào. Nếu các người xuất hiện có thể khiến cho Mạch Kỳ nguy hiểm. Tôi từng cứu nhiều con tin loại này rồi, tôi hiểu hơn anh. Nói ít thôi, lập tức đậu xe lại bên đường đi, để chúng tôi đến. Nè, đúng là điên thật rồi. Mau lên,
xuất phát. Nghe máy đi. Cô là một sát thủ liên quan theo hướng sứ mệnh, chắc chắn là có tâm lý cưỡng ép. Trong 3 vụ án trước, cô đều dùng địa điểm có hình tròn làm nơi đặt thi thể. Đây là một loại cúng tế. Lần này có thể không chỉ là một bàn thờ, mà là một sân khấu, một sân khấu hình tròn. Cô đang đợi diễn viên và khán giả đến đông đủ để diễn một vở kịch này. Và tôi là khán giả duy nhất của cô. Liêu Nhan từng nói địa điểm bắt cóc của Kiều Chân Chân nhất định sẽ có một kiến trúc hình tròn, nhưng mà tạm thời chúng ta vẫn chưa nhìn thấy. Tiểu Đồng, Hắc Tử, tiếp tục dò xét. Quách Ba, chúng ta đi. Rõ. Bên đây. Quách Ba, đi thôi. Liêu Nham, anh đến thật là đúng hẹn, sớm hơn so với tôi tưởng tượng đó. Anh tự ra tay đi. Ngồi xuống.
Luật chơi đó chính là nếu cô nói chuyện, tôi sẽ giết anh ta. Còn nếu anh động đậy hoặc có cảnh sát tới, tôi sẽ giết cô ta. Đủ rồi. Hai người như vậy quá có lỗi với anh của tôi. Anh ta không phải là anh cô. Cô tìm tôi đến không phải là nghe cô kể chuyện sao? Bắt đầu đi. Không đợi nổi à? Có vẻ như anh đang chuẩn bị đầy đủ. Vậy thì anh nói đi. Anh biết những gì? Tôi biết. Cô rất muốn chết, nhưng cô rất muốn nhìn thấy người khác phải đau khổ hơn cô. Làm sao mới có thể thấy được người khác đau khổ hơn tôi chứ, anh nói xem. Ở trước mặt tôi, giết chết người tôi yêu. Giống như kế hoạch của cô vậy. Trước mặt Ngô Đại Đồng, giết chết những người anh ta yêu. Đáng tiếc cô thất bại rồi. Câm miệng đi. Bên này. Cô và Ngô Đại Đồng không có quyết thống, nhưng mà anh ta nghĩ là có. Đúng. Tôi thấy anh ấy yêu bác sĩ tâm lý. Nhìn anh ấy càng lún càng sâu, càng lúc càng lún càng chìm. Tại sao cô phải chữa khỏi cho anh ấy? Tôi thích sự ảm đạm của anh ấy. Tôi thích dáng vẻ sau khi uống rượu của anh ấy. Tôi thích anh ấy ôm tôi khóc. Đau lòng, bất lực, giống như một đứa trẻ. Cho dù mỗi lần thức dậy, anh ấy đều không nhớ gì, hoàn toàn không nhớ gì. Tôi yêu anh ấy. Anh ấy là người duy nhất trên thế giới này khiến cho tôi có cảm giác an toàn. Cũng là người cuối cùng. Tôi hận. Tôi hận. Tôi hận cả thế giới. Tôi hận tất cả mọi thứ. Tôi hận. Tôi hận. Nhưng tôi lại yêu anh ấy. Đại Đồng cũng giống như tôi. Anh ta cũng căm hận cả thế giới. Anh ấy hận tất cả. Nhưng mà anh ấy duy nhất. Lại yêu cô. Lương Mạch Kỳ à, cô không yêu anh ấy. Tại sao cô lại nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy, làm anh ấy thương tâm khổ sở? Anh ấy có lòng tự trọng mạnh mẽ. Cũng vì cô, anh ấy bỏ đi tất cả sự tôn nghiêm. Anh ấy không có tôn nghiêm. Anh ấy rình mò cô, ăn trộm nhật ký của cô. Anh ấy từ ngày hôm đó, cô trở thành hắc quyết, sắp xếp lại nội dung trong ghi chép phá án của Lương Mạch Kỳ, thêm hư cấu, tưởng tượng cùng sự phẫn nộ của cô, viết thành nhật quan tam bộ khúc của cô, lấy tên là Dạ Mộng Vô Ngân, Điền Chi Khôi và Hát Quyết, xuất bản trên 3 diễn đàn văn học, lại khéo léo dẫn dắt cô gái tên Triệu Tử Dạ giới thiệu cho chúng tôi xem. Đêm hoàng hôn u tối,
cho Liêu Nham xem. Không vấn đề gì. Cho đến khi chúng tôi bắt đầu chú ý đến Hoàng Hôn U Tối, cô bắt đầu sáng tác tác phẩm của chính cô. Đó chính là dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết Lý Vệ Khả, Tống Tiểu Bạch, tạo ra vụ án giết người, nuốt dao, giảng đông lạnh. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao ạ? Tất cả họ chết vì xứng đáng giết người đàn ông mà cô căm hận, dâm ô ra. Cô còn mục đích khác là muốn tôi bắt đầu nghi ngờ Lương Mạch Kỳ. Cô ấy chính là Hắc Quyết. Ít nhất anh cũng nghi ngờ. Tôi thực sự từng nghi ngờ. Điều này đủ giết chết tình yêu vừa mới nảy mầm của anh và cô ấy rồi. Điều này đủ để tôi liều lĩnh chứng minh bản thân của tôi sai. Ngồi nổ khiến cho cô bộc phát chính là lời cầu hôn của Ngô Đại Đồng. Đêm đó cô giống như tôi vậy, đứng ngồi không yên. Lúc đó có thể cô cũng đang ở trên thuyền. Phải. Sao em lại ở đây? Em ở đây làm gì? Lần này anh đã hiểu. Cô ấy cơ bản không yêu anh. Anh quá khờ. Em đã nói cho anh từ lâu. Trên thế giới này chỉ có em yêu anh. Nhưng anh chưa bao giờ yêu em. Không bao giờ. Tại sao? Em không bằng cô ấy ở chỗ nào? Chỗ nào cũng không bằng. Nhưng mà em rất yêu anh. Nhưng tôi không yêu cô. Tôi ghét cô. Tôi ghét cô. Bây giờ cô ấy đi khỏi đây đi. Cút đi. Đại Đồng. Đại Đồng. Đại Đồng. Đại Đồng. Đại Đồng. Đại Đồng. Đại Đồng mà. Đại Đồng. Đây chắc không phải là kế hoạch ban đầu của cô. Cô giam cầm Đại Đồng, bắt cóc Mạch Kỳ. Mục đích chính là muốn giết chết Mạch Kỳ trước mặt Ngô Đại Đồng. Nhưng mà cô không ngờ Ngô Đại Đồng lại chết trước. Tôi thực sự không hiểu. Một cô gái yếu đuối như vậy làm sao có thể giết được nhiều người đàn ông khỏe mạnh. Cho đến một ngày tôi nghĩ đến Domino. Cô luôn mượn dao giết người. Hung thủ giết chết Lý Vệ Khả chắc là nạn nhân thứ hai Tống Tiểu Bạch.
thật sự quá thông minh. Còn Tống Tiểu Bạch là tự mình vào kho lạnh. Mở cửa ra. Thả tôi ra đi. Mở cửa. Mau thả tôi ra đi. Cứu tôi với. Mau cứu tôi. Sau khi đại đồng chết, người vận chuyển thi thể lại là đồng nghiệp của tôi. Điều này giống như hiệu ứng domino. Đúng. Anh cảnh sát đó không biết gì hết. Anh ta thật sự là một người vừa tốt bụng lại đáng yêu. Nhanh đi. Đây là đâu? Nhìn đánh giá vị trí, xưởng thép này được trang bị lò nung vào năm 2011. Nó còn có các bộ phận tự tính và hiện tượng phân nhiệt nhẹ, nên hệ thống máy phát nhiệt của anh chỉ có thể nhìn nó từ bên ngoài. Đừng có động vào. Đợi đi. Được rồi. Tôi nghe đủ rồi. Đã đến thời điểm yêu thích của tôi. Anh yêu cô ta. Thật ra cũng rất là kỳ lạ. Vừa yêu, vừa sợ, lại nghi ngờ. Bây giờ tôi giết cô ta. Anh là khán giả lý tưởng nhất của tôi. Tôi không để cô đắc ý đâu. Anh không để cho em đắc ý đâu. Anh không để em đắc ý đâu. Đừng mà. Đại Đông. Đừng mà. Đại Đông. Đừng như vậy mà. Đừng mà. Buông ra đi. Anh buông tay ra đi. Đừng mà. Hủy diệt đi. Mau, mau. Sếp Lưu. Bên kia, vụ nổ hướng kia. Sức giả, canh ở lại, để chúng tôi đi. Ở lại chờ lệnh, chú ý cảnh giới. Cô không sao chứ? Trước đi, để tôi.
hoa hồng hai màu. Chân chân, chân chân à, cô tỉnh lại đi, cô nói rõ lại đi. Từ từ thôi, từ từ, không sao phải không? Không sao. Sao rồi? Hắc tử. Khoan, khoan. Xác chết, có xác chết. Chúng tôi vừa đục tường thì thấy thi thể này. Chúng tôi cũng bị dọa. Chúng tôi đã gọi cho 999 báo cảnh sát. Chúng tôi ở đây để đục tường. Chỉ có hai chúng tôi thôi. Tình hình là như vậy. Cảnh sát Anh Quốc đã chính thức nộp đơn xin hợp tác thông qua Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Công an, ủy thác cho cảnh sát Trung Quốc thu thập bằng chứng và đưa ra sự hợp tác điều tra quốc tế giữa anh và vụ án hoa hồng hai màu, bắt đầu lại quá trình điều tra. Cái này là cái gì? Sếp à, bây giờ tôi sẽ báo cho anh một vụ án rất khác với những vụ án trước đây của anh. Anh chuẩn bị tâm lý chưa? Mạch Kỳ, trong khoảng thời gian qua, cô, Liêu Nham, tất cả chúng ta đều sống chết cùng với nhau, trải qua không ít chuyện. Bây giờ chúng ta là người một nhà, chuyện của cô chính là chuyện của tất cả mọi người. Còn cần phải chuẩn bị tâm lý sao? Cảm ơn sếp. Còn cái sáo nữa. Tôi đưa mọi người đến một nơi. Đi. Thank you.
trưởng. Cảm ơn cục sở đã trả lại sự trong sạch cho đồng đội của chúng tôi. Sự trong sạch sẽ được trả lại. Được rồi, mọi người làm việc đi. Thằng nhóc hư. Đi thôi. Đi. Nè, đứng ngay người ra làm gì? Đi thôi. Đi nào, chấp hành nhiệm vụ. Dạ. Nếu không phải là hiện trường giết người trong đoạn phim sao? Cô đã dừng lại à? Mọi người tin là thật à? Vô nghĩa, tất nhiên chúng tôi tin rồi. Đoạn phim chỉ ghi lại hành động anh lấy ống tiêm, không quay lại được cảnh anh tiêm vào người chết. Nên đó là lý do tại sao cảnh sát anh chỉ yêu cầu chúng ta hỗ trợ điều tra và không hạn chế quyền tự do cá nhân của anh. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi tin anh mà. Xin mời ngồi. Tháng 6 năm đó, tôi và Liêu Nham học đại học ở nước Anh. Bởi vì chúng tôi đều thích viết lách, nên chúng tôi đã gia nhập câu lạc bộ viết sáng tạo do trường tổ chức. Không nghĩ được, đây là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Thời gian xảy ra vụ án năm đó cũng là 11 giờ, nhưng là 11 giờ đêm. Mọi người vẫn luôn tò mò tôi và Liêu Nham có lai lịch như thế nào. Đây chính là tiểu sử của hai chúng tôi. Cô nói vụ án năm đó nước Anh đã kết án, hai người cũng đã thoát khỏi hiềm nghi, dư luận cũng đã bảo vệ quyền riêng tư của đương sự, cho nên là vụ án này trở thành vụ án bí mật của hai người. Tình huống hiện tại là phát hiện một thi thể mới, mà trong tay của thi thể nắm bằng chứng có khả năng Liêu Nham giết người, trừ phi anh ta có thể tìm ra hung thủ. Nếu không thì không có cách nào chứng minh Liêu Nham trong sạch.